Khi nói đến sắp vuốt tóc ở siêu thị thì có lẽ chúng ta sẽ có một chút gì đó hơi e ngại, bởi vì chúng ta đã quá quen với những lọ sáp có mức giá siêu rẻ mà đi kèm với nó là một hiệu năng cũng không quá ấn tượng rồi. Vậy đã bao giờ các bạn thắc mắc rằng cũng là sáp siêu thị nhưng mà là siêu thị ở bên châu Âu thì nó như thế nào chưa? Thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình đi mua sắm và trải nghiệm xem rằng những lọ sáp được bày bán bên này có chất lượng như thế nào và có đáng để mua không nhá. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Let's go! Hiện tại thì mình đang ở bên Bristol, UK. Bên này theo mình biết thì có hai chuỗi cửa hàng có bán sáp vuốt tóc khá là phổ biến, đó là Asda và Superdrug. Asda thì sẽ đa phần là đồ nội địa Anh nên cũng không có quá nhiều sản phẩm để mà lựa chọn. Tuy nhiên mức giá lại khá là rẻ, chỉ khoảng 3 đến 4 bảng cho một sản phẩm. Nếu mà quy ra tiền Việt sẽ là từ 80 cho đến 120 nghìn, tức là thậm chí còn rẻ hơn cả ở Việt Nam nữa. Còn Superdrug thì sẽ có nhiều đồ nhập khẩu hơn từ các nước khác nữa nên nó sẽ đa dạng mặt hàng hơn, nhưng mà giá thành thì tất nhiên cũng sẽ cao hơn đôi chút. Ok, sau một hồi shopping thì mình đã sắm được 5 sản phẩm như thế này. Mức giá của chúng thì thực ra là khá là rẻ. Nếu mà tính ra tiền Việt chỉ khoảng 600.000 cho đống này thôi. Mình hoàn toàn có thể mua nhiều hơn, nhưng mà nếu như vậy thì mình sợ rằng vít sẽ quá dài mất. Ở đây thì mình có hai lọ paste, một lọ clay, một lọ bột tạo kiểu và một lọ gôm. Đánh giá qua một chút về bề ngoài thì nhìn nó làm bằng nhựa hoặc là inox gì đó, nhìn khá là ọp ẹp. Nếu mà mình dùng vài lọ gôm thì mình nghĩ là chắc cũng sẽ rất là dễ bị móp thôi. Thiết kế thì cũng chẳng có gì đặc sắc cả, rất là typical hàng siêu thị. Và mùi hương thì tất nhiên rồi, rất là hóa học và mình cũng không hề thích một chút nào cả. Nhưng mà quan trọng nhất thì vẫn là hiệu năng, được không nào? Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem rằng với một cái mức giá quá là rẻ như vậy chúng ta mua được gì nhá. Thực ra thì mình cũng đã trải nghiệm hết cái đồng đấy rồi, và ngay bây giờ mình sẽ nói cho các bạn cảm nhận về từng sản phẩm một. Đầu tiên là con Molding Paste của hãng Got To Be. Con này thì mình thấy chất sáp của nó khá là lỏng, lúc mà mới mua về thì còn bị tràn ra ngoài nắp như thế này. Với chất sáp như vậy thì việc lấy và xoa ra tay rất là dễ dàng. Tuy chỉ có một đặc điểm mình không thích lắm, đó là độ kết dính của nó khá là cao. Ngay từ khi xoa ra tay mình lại cảm thấy nó rất là dính rồi, và khi xoa lên tóc thì nó cũng không hề giảm đi. Đã đành rằng phải hơi dính dính một chút thì mà đúng là paste, nhưng mà cái độ kết dính của con Molding Paste này nó rất là khó chịu. Ở bên này trời chỉ có khoảng 20 độ thôi, độ ẩm cũng rất là thấp, mà nó đã bết như thế này thì về Việt Nam mình nghĩ rằng nó còn cực kỳ bết nữa. Được cái là hãng thì cũng rất là trung thực, họ có mô tả sản phẩm này là medium control và natural finish. Cái này thì mình hoàn toàn công nhận luôn. Cái con Molding Paste này nó chỉ có độ dính nếp ở mức trung bình mà thôi, và nó còn có một cái độ bóng nhẹ nữa, cho nên rằng là mình không hề thích con này một chút nào cả. Nhưng mà khi mà chuyển sang con Matte Paste này thì lại là một bầu trời thỏa mãn luôn. Mình cực kỳ thích sử dụng con hàng này. Chất sáp của Matte Paste vô cùng đặc biệt. Khi mà các bạn mới lấy ra và xoa ra tay thì sẽ cảm thấy nó rất nhẹ và hơi ẩm. Điều này khiến cho việc breakdown cực kỳ dễ chịu, cảm giác mượt như là đang xoa bơ vậy. Tuy nhiên khi các bạn vừa mới vuốt lên tóc thì cái độ ẩm này nó sẽ biến mất luôn. Đây là điều làm cho mình cực kỳ bất ngờ. Tạo kiểu với Matte Paste thì cũng vô cùng đơn giản. Tóc các bạn sẽ trở nên vô cùng dễ bảo và các bạn hoàn toàn có thể để bất kỳ kiểu nào cũng được. Tóc sẽ vừa phồng mà lại còn nhiều texture, lại còn khô nữa, nên là mình nghĩ rằng con hàng này mà về Việt Nam ấy thì cũng tương đối là cháy đấy. Có một điều là cho mình cực kỳ respect hãng Got To Be, đó là họ mô tả sản phẩm vô cùng trung thực. Họ có ghi là Matte Paste thì đúng là nó không bóng. Nó ghi là No Stickiness thì đúng là cũng không có cái bị kiểu dính dính như là con Molding kia. Họ ghi là Towel và Texturize thì đúng là cũng có đánh dối và cũng có nhiều texture thật. Tuy chỉ có cái Medium Hold ấy thì mình nghĩ rằng hãng đang hơi khiêm tốn một chút. Theo mình cảm nhận thì cái con Matte Paste này ít nhất nó cũng phải là Firm Hold, nếu không muốn nói nó là Strong Hold. Nó giữ nếp cực kỳ châu bò. Có thể là nó sẽ không đổ bê tông như là những cái con Volcanic Clay hay là Rough Rider nhà mình. Nhưng mà theo trải nghiệm của mình ấy, thì sau khi vuốt Matte Paste khoảng 5-6 tiếng sau thì tóc vẫn còn nguyên form. Vì chất sáp của Matte Paste rất là nhẹ, cho nên khi mà vuốt xong các bạn sẽ không cảm nhận được bất kỳ một cái sức nặng nào trên tóc cả. Cảm giác như kiểu là không có sản phẩm nào trên đầu ấy. Và sau khi vuốt xong thì các bạn hoàn toàn có thể lùa tay vào restyle thoải mái. Mình thì mình cực kỳ thích cái kiểu mà trong ngày thỉnh thoảng lại đưa tay vào tóc vuốt vuốt các thứ. Cho nên những cái con hàng có hiệu năng như kiểu là Matte Paste chắc chắn sẽ được ưu ái hơn những cái con hàng đổ bê tông. Đây cũng là sản phẩm duy nhất mình mua về mà có mùi hương dễ chịu. Em nó thì có mùi cherry. Mùi cherry này thì cũng khá là hóa học, nó cũng không tự nhiên lắm đâu. Nhưng mà nó cũng dễ chịu hơn rất là nhiều so với những cái sản phẩm cùng phân khúc rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con clay. Đây là con Molding Clay của Tony and Guy, một brand cũng không còn quá xa lạ gì ở Việt Nam nữa. Mang tiếng là clay, nhất sáp của con này khá là mềm, dẻo.
cảm giác giống với một con paste hơn. Hãng thì không ghi bằng thành phần ở trên này nên là mình cũng không rõ trong này có clay hay không, nhưng mà theo mình cảm nhận thì nó không được giống clay lắm. Vì không mang đặc điểm của clay cho nên con hàng này khi mà xoa và vuốt lên tóc thì nó khá là dễ dàng và rất là mượt. Nó không hề bị đứt rụng tóc. Vuốt xong tất nhiên rồi, các bạn có thể lùa tay vào restyle lại rất là dễ dàng. Mùi hương dù cũng không quá tự nhiên, cũng khá là hóa học đấy, nhưng mà nó cực kỳ nhẹ và vuốt lên tóc là gần như không thấy gì luôn. Nhưng mà đó cũng là tất cả những cái ưu điểm của con Molding Clay này, trong khi nhược điểm của nó thì lại có một đống luôn. Thật sự là cái độ giữ nếp của con hàng này nó quá là tệ luôn. Sau khi mà mình vuốt xong ấy thì mình đã có cảm giác rằng con này nó sẽ không giữ được nếp rồi. Và sau khi mà mình đi rửa tay vào ấy thì gần như là form đã bị sập hoàn toàn luôn. Gần như là chả làm được gì với em nó cả. Mặc dù giữ nếp không tốt nhưng mà Tony and Guy Clay cũng không hề nhẹ và vẫn có một cái sức nặng nhất định. Theo mình trải nghiệm thì form tóc bị sập trông rất là xấu. Và mặc dù độ kết dính của nó không quá cao đâu, nhưng mà khi mà về Việt Nam ấy thì mình chắc chắn rằng nó sẽ tương đối là bết đấy. Nói chung là con hàng này hỏng hoàn toàn. Sản phẩm tiếp theo thì sẽ không phải là một lọ sáp nữa mà sẽ là một lọ bột tạo phồng của GOT2BE. Sản phẩm này có một cái rất là hay, đó là nó có một cái vòi xịt thay vì là rắc, cho nên các bạn hoàn toàn có thể apply bột vào tận phần chân tóc và trải đều sản phẩm ra. GOT2BE thì vẫn rất là trung thực. Viết texture và volume thì đúng là nó tạo được rất là nhiều độ phồng và nhiều texture đẹp. Sau khi mà sấy xong ấy thì các bạn thậm chí không cần vuốt sáp cũng được. Xịt 4-5 phát lên rồi xoa đều tạo kiểu có khi còn đẹp hơn. Tạo kiểu với GOT2BE Powder thì cũng khá là dễ dàng. Tóc sẽ tương đối là dễ bảo. Không biết các bạn thấy như thế nào nhưng mà mình thấy cái thành quả như này là tương đối ưng ý rồi đấy. Điểm cộng của con hàng này đó là nó không hề làm khô rít tóc. Đây là một cái tình trạng chung của rất là nhiều sản phẩm tạo kiểu dạng bột. Sau khi mà xịt GOT2BE Powder xong thì các bạn hoàn toàn có thể lùa tay vào và restyle lại rất là dễ dàng, không hề làm gãy rụng tóc. Và cái sản phẩm này nó có cái dạng xịt nên là các bạn cũng không lo là bị dây bột ra cổ vai áo. Mùi hương của sản phẩm này thì được miêu tả là unisex fragrance. Thì đúng là có mùi nước hoa thật, nhưng mà là cái kiểu mùi nước hoa rẻ tiền hoặc là các loại xịt khử mùi ý, ngửi khá là kém sang. Đó có lẽ là cái điểm trừ duy nhất của sản phẩm này. Và cuối cùng thì chúng ta có lọ gôm của Wella. Mình mua lọ này tại vì nó được rất là nhiều những cái YouTuber cái nước ngoài recommend. Có thể là các bạn Việt Nam hay dùng những cái sản phẩm của Butterfly hay là Luxurious ngày xưa nên là các bạn hay bị ám ảnh, các bạn kỳ thị. Chứ nếu mà các bạn dùng đúng loại gôm xịn ý, thì nó cũng rất là ổn đấy. Các loại gôm xịn ý, thì nó sẽ không làm tóc các bạn cứng đơ rồi giòn lại đâu. Nó cũng không hề tạo gầu hay là những cái mảng bám. Nó chỉ như là một cái lớp ngoài cùng bảo vệ form tóc cho các bạn thôi. Sau khi tạo kiểu xong thì các bạn hãy xịt một lớp gôm thật mỏng phủ lên trên. Đừng có mà xịt kiểu như bình chữa cháy nhá. Làm thế tóc cứng đơ lại rồi lại kêu. Xịt ít thôi, phủ lên phía trên, khóa hết lên tóc lại. Đó là tránh được việc hỏng form. Rồi mấy cái phần sai với tóc con chỉa ra nó cũng sẽ nằm yên lại một chỗ. Những lọ gôm như này sẽ cực kỳ có ích với những bạn nào thích giữ nếp tóc của mình nguyên cả một ngày, hoặc là những bạn nào mà đi sự kiện này, những bạn nào mà đi ô tô không phải đúng mũ bảo hiểm này, hoặc là những bạn nào mà chỉ ngồi phòng điều hòa làm việc một chỗ thôi ấy. Ở bên này thì đúng là không phải đội mũ bảo hiểm thật, nhưng mà nó lại có một cái vấn đề khác, đó là gió rất là to. Ngồi ngắm vuốt trước gương cả tiếng đồng hồ xong rồi ra ngoài gió thổi một phát ấy thì cũng coi như là công cốc luôn. Cho nên là cái lọ gôm Wella này đã giúp ích cho mình cực kỳ nhiều. Hôm nào đi đâu quan trọng thì mình qua xịt một tí gôm cho nó bó cần. Con hàng này được cái độ giữ nếp của nó cũng chỉ ở mức vừa phải thôi, cho nên nó không hề làm tóc bị đóng cục lại, hoàn toàn không tạo gầu. Mùi hương của nó thì cũng tương đối là thơm đấy. Vậy kết luận lại là trong 5 sản phẩm mình đã mua thì có 3 sản phẩm này là dùng rất là ngon, mình hoàn toàn có thể sử dụng hàng ngày được, và có 2 sản phẩm này thì gần như là vứt đi. Nhưng mà với cái giá mà chỉ có 100.000 đồng cho một sản phẩm ấy, như vậy đã là rất tuyệt vời rồi. Mình nói thật là nếu những cái sản phẩm trên mà được bày bán ở Việt Nam ấy thì chắc chắn là những cái hãng homebrew cũng sẽ có những cái đối thủ tương đối là xương đấy. Hiệu năng ở mức khá mà trong khi cái mức giá lại siêu rẻ như vậy thì chắc chắn là nó sẽ thống trị phân khúc tầm trung được còn gì nữa, như kiểu là bán phá giá ấy. Thế còn mọi người thì đã trải nghiệm những cái sản phẩm siêu thị như thế này chưa, và cảm nhận của mọi người là gì, hãy viết xuống cái phần comment nhé. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.